sáo sang sông, còn sáo bay qua đời. Má, má đừng hát nữa được không? Má hát gì hoài sao nó bay đi hết là phải rồi. Trời đất ơi, vậy là tôi bỏ ý định tôi đi thi tiếng hát rồi. Má, gì? Má bỏ tập hát, má chuyển qua cái khác đi. Má bỏ tập hát, má chuyển qua tiếng hát là sao con? Không, mày loạn ngữ rồi mày. Qua cái khác. Qua cái khác cái gì? Qua thiêu vũ đi. Ờ, được, được, má thích thiêu vũ. Con nói này nè. Nhà mình bây giờ phòng trọ đang ế đó. Ừ. Cái nhà cửa trống không, không có ai hết. Cái má cứ khiêu vũ đi từ phòng này qua phòng khác, cái tự nhiên nó vui vẻ lên hả? Đúng rồi, dạo này có thi mà mấy cái đứa lớn lớn á, nhỏ nhỏ thì chắc má tuyển vô cái đội nhỏ đó, cái mặt má không thiếu nhi lắm má cần ha. Đừng đừng đừng, tôi chịu cái này, tôi chịu đi. Bắt đầu má thích con rồi đó. Ê coi ế quá con ơi. Mình đó là 20 mấy phòng trống. Bây giờ ế quá làm cái gì đây? Có cái cách nào mà đi ra mày kêu mình dán giấy sao mà mày cho người ta vô ta trọ phòng mình à? Sổ sách bác coi là chết chết. Má con có ý kiến này nè. Cái gì? Bây giờ đằng nào cái phòng trọ của mình cũng ế rồi, rồi phải sao? Không? Bây giờ để thay đổi cái tình trạng đó. Ừ. Thay đổi bộ mặt làm cho phòng trọ lúc nào cũng tấp nập luôn. Ờ. Thì bây giờ mình dán thông báo mình cho các sĩ tử mà lên Sài Gòn đi thi đại học á, cho vô ở miễn phí luôn. Cái gì? Mình làm phước cho người ta. Trời đất ơi, nhỏ này chắc phải con tôi quá à. Con má mình mà. Sống này mình phải có cái tình cái nghĩa, đúng không? Mình phải suy nghĩ tới người ta, nhưng mà cái tiền đó là trên hết. Nghĩ sao tự nhiên cái phòng người ta vậy cho hứa không, lấy đồng nào lấy cái gì nuôi. Bây giờ đằng nào cũng vắng khách thì bây giờ mình làm phước mình. Thôi thôi thôi, thôi. Ta làm phước có chỗ người ta giàu để ta làm phước con ơi. Nhà mình nghèo lắm đó, làm ơn kiếm tiền giùm tôi cái đi, đẹp quá mà không có suy nghĩ gì hết trơn. Để tôi suy nghĩ cái gì à? Đợi chú mày về, chú mày ồn ơi đầu làng con chim sáo gọi tốn năm chục ngàn. Cái giọng mà lanh lảnh quá, mà có kiếm được khách khứa cho tôi hay không đây? Có rồi, vô đi. Lúc cậu hát y chang má thì cái hò, cái hơi quá đụng họ nhau. Trời ơi, tao muốn vô luôn vậy hả? Dễ thương quá. Trời ơi, không có vậy hả? Trời trời đã nè. Ê, má má kiếm kiếm qua tặng cho người ta đi. Trời. Ê, trời cái gì vậy? Hay. Nói nghe nè, bộ hôm nay bộ trúng số này làm gì mời Vũ Công về nhảy múa cho tôi vậy? Không có. Chị ngồi xuống đây em nói chuyện chị nghe luôn. Mời 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 mời. Mời. Số chị biết em là thương người mà, em ưa giúp đỡ. Tối qua đang karaoke, thấy không? Đang ca một cái bài. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, có hai người yêu nhau. Mở cửa ra là thấy một cảnh minh họa thực tế ngoài đời luôn. Ai minh họa? Hai vợ chồng đang ôm nhau trú mưa. Ồ, lộc hai cha con. Ồ, tầm tã mà không có chỗ trọ. Thương quá vậy. Thấy thương không? Sao sao mà ra nông nổi mà ra ngoài đường ở mà để chú phải giúp đỡ. Mới xuống xe đò thì có cái sự cố nó xảy ra. Nó chạy 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 đi. Đó. Xúc động quá, kể nó buồn. Rồi, bây giờ minh họa lại đi cho dễ hiểu. Kể câu chuyện hoàn cảnh. Hoàn cảnh, kể hoàn cảnh. Hai cha con đang đi. Hai cha con đang đi nè. Xuống bến xe, hai cha con đi vô cái đường hẻm đi tung tăng tung tăng. Đi ngồi. Đều quá hả? Mệt. Đi chậm lắm. Đi thương quá hả? Mà đi vậy tới bao giờ mới tới? Khó tới lắm. Nói vậy đi hoài mà không có tới. Thôi, chuyện gì xảy ra? Cái đàn ơi! Cái đàn đi. Có một cô gái đẹp băng ngang qua. Vậy thì đi đi, sẽ có gái đẹp. Đi, cô gái đẹp đi. Cô gái đẹp băng ngang qua. Đây, kêu gái đẹp chứ mà kêu quỷ già. Hình ảnh không trung thực cái câu chuyện. Dặn bao nhiêu lần rồi. Nó nói gái đẹp là con đi, nó không có ai làm má nhảy ra, má minh họa nó làm nhục quá. Mà dặn không ai nói bà đâu. Gái đẹp. Đi thật chậm, một cô gái đẹp băng ngang qua. Wow, hai cha con ngơ ngẩn nhìn gái đẹp. Trong lúc đó có một thằng mặt rất ác. Đây mặt ai ác nhất? Mày. Ông này gà minh họa. Ông này rất hợp vai. Làm gì làm gì làm gì? Ăn cướp. Ăn cướp. Chạy xe, chạy xe. Chạy xe ác ác mà ăn cướp. Rồi. Cướp. Ừ, hê hê, bắt cái gió rồi. Chị
mà sao anh chạy? Chạy thằng cô, tôi chạy trước, tôi chạy sau, tôi chạy nhanh hơn. Cái bộ nó chạy qua xe luôn hả? Chạy nhanh hơn coi. Hay quá, qua cả xe luôn. Chạy ngược lại. Chạy. Chim kêu lang thang cho ha buông, coi khói độc đông lên ngâm vui. Chim kêu la rừng, chim kêu la rừng, chim kêu la rừng. Trời ơi, anh ấy ăn lên luôn á. Nè nè, em kể cho chị nghe. Khổ lắm, tội nghiệp. Thương vậy đó mà đưa vô nhà ngủ à. Mà tối qua vui mừng cũng ca kiểu vậy đó. Vậy đó mà bị nguyên xóm đuổi ra khỏi nhà, trong xóm có con nít mà cứ làm vậy đó. Em mới dắt qua đây tìm chị là cho chủ trọ đó. Trời vui ơi, quá mà. Trời vui quá. Đó, vậy chú đã làm người minh họa rồi, thấy không? Đã cực khổ rồi, vậy mà đêm qua là chú là cái người cho mấy người này vô ở đây. Tốt mà, không sao. Mà tôi dùng hết sức bình sinh, tôi chạy nhanh hơn cướp mới giật lại được cái vỏ đó. Vậy á hả? Hay không? Cuối cùng không quá. Mất tiền. Thấy tôi hay không? Hay, không mất tiền. Tại sao? Ở trên kia cao, chạy quen rồi. Ở trên kia á, cọp nó dí mình không à. Mình phải chạy chứ. Mình không chạy nó ăn thịt mình sao? Đúng rồi. Nhưng mà trên kia cọp nó dí, xuống này phải dí là thằng cướp cho. Hay quá. Giờ có cái chỗ này là trọ rồi đó, thấy làm sao? À, vui đó. Đừng la, nó bị đuổi luôn giờ. Mà bạn lên đây chi ạ? Bạn lên đây để làm gì? Nói cho bạn gái nghe đi. Bằng tuổi mình, bạn lên đây làm gì vậy? Mình rất là thích bạn, tại vì là mình chưa bao giờ được thấy người trên núi xuống. À, mình cũng chưa bao giờ thấy người như bạn. Bạn giống tắc răng quá hả? Mà tắc răng ăn nhiều. Cái cha sợ con này nó lên núi luôn rồi nào vậy? Có con tôi, nó cũng học đại học bằng cỡ tuổi cậu. Nãy giờ chưa biết con tên... Y Bư. Còn ông anh tên Y Chang. Vậy là ủa sao là hai cha con đặt khác tên đi, đặt Y Bư rồi. Ông này Y Chang Y Bư luôn, là hai Y Bư. Biết nào Bư, nào ông Bư. Y Bư à? Y Bư. Con tên Y Bư. Bư. Còn anh? Tôi Y Chang. Y Chang Y Bư. Ủa vậy là hai cái tên cũng Y Bư hả? Một lần cuối à? Một lần cuối. Thằng này tên gì? Y Bư. Tên gì? Tôi Y Chang. Y Chang và Y Bư, vậy là hai thằng Bư hết. Tôi lại. Họ tên Y Chang. Y là họ, Trang là tên. Lần sau á làm ơn giới thiệu tên ông trước đi. Ông giới thiệu tôi là Y Trang, rồi đây là con tôi tên Y Bư. Giới thiệu ngược lại vậy tôi tưởng bên đây hai thằng Bư hết. Quan trọng xuất hiện sau, hết phim chùm cuối mới ra. Có nghĩa là Y Trang dắt Y Bư xuống dưới này thi đại học. Hai người, một Y Trang một Y Bư, trời thấy giờ có ai quá. Ước bạn thi đại học hả? Thi đại học. Mình mới thi xong, mình có gì mình chỉ cho. Bạn quan trọng là sao cái con y tá nó khoái người bư vậy? Con thích người trên rừng xuống, con thích tắc răng lắm. Mà giờ tắc răng này nhìn nó hơi khăng khát trong hình, nhưng mà cũng gọi là tắc răng. Cũng trên núi xuống. Đừng có làm thân với con nhỏ đó. Sao vậy? Nó bạo lực, nó có xu hướng bạo lực. Cái nó đẹp mà được thôi. Nó thích tác văn, nó tác mà văn luôn bây giờ. Bây giờ cái nhiệm vụ chính á là không có chỗ ở là em dắt lại đây nè. Là thuê phòng trọ. Yên tâm, vô đây. Nhà tôi có tới 20 phòng cho ở thoải mái. Nó đuổi. Ồ mà tôi đuổi nha. Vô ngồi. Vô. Nhưng bây giờ Y Chang ngồi. Sáng giờ mệt quá. Mệt. Bị cứ dí ăn cướp mệt quá. Uống nước phải không? Khát nước. Uống nước gì? Nước đi. Cảm ơn con. Con nè, em nó mời nước uống nè con. Dạ. Đó, nó mời bữa. Dạ, cảm ơn. Con khát nước. Thì em nó mời nước, ba biết đó. Khát nước. Biết sao không? Mời bạn. Nhiều khi á, bác biết là con tốt gái tốt bụng nha, mình cứ uống nước. Con khát nước, ba chơi giọng ba quá. Cho khát. con tôi xin ly, xin lỗi. Chị biết sao không? Em khát nước quá. Anh thử ra khát. Là... Hả? Mở chơi nguyên bình luôn. Lấy kia rồi mà uống. Rồi bác mình mới đi con. Bực mình, thôi khỏi uống luôn đi. Thôi khỏi uống vậy, ăn đi ăn con. Đi, đôi buồn. Đôi buồn. Dạ, đó, đói buồn. Sợp lắm. Anh ơi, ở đây có món gì không? Muốn ăn phải không? Dạ. Ở đây thì nếu mà tính ra là xuống dưới này là phải ăn theo kiểu dưới này nha. Dạ. Bây giờ là ngưu mai dương hạ quả diễm sơn đi. Món chi lao quá. Có món nào nữa không? Lấy cái món nào bình thường chút xíu đi. Bình thường hả? Thì thôi, bạch phát ma nữ đại chiến mãn xà tinh đi. Món chi không hiểu chi hết. Không hiểu hả? Không hiểu.
ăn món gì mà giờ nó chà quá vậy, tội nghiệp quá. Ông anh bình tĩnh không anh ơi. Mà... cái món đầu là cái món cái gì ngu ma dương ngu hạ quả diêm sơn à, là bò né. À đó, bò né. Bò né. Bò né nó bò né ăn chi vậy? Trời ơi, thằng này hay làm mồi đồ nhậu có cái tật rồi, hay nói văn chương sao không biết. Còn cái bạch phát ma nữ mà đại chiến mãng xà tinh là cái gì? Là miếng xào lướng. Trời ơi, tôi nói ngắn gọn cái tánh giống ba tôi quá. Nói qua trời nói mà có ý có chút xíu. Trời ơi, miếng xào lương mà nói chi kiếm hiệp dữ vậy. Không ăn món đó. Không ăn món đó. Món đó ở chỉnh có ăn bạch tuộc nướng. Bạch tuộc. Mày mắc cười quá. Ghi vô bạch tuộc. Mày là đàn ông. Mày xin mày lớn lên rồi mày có ý tứ chút xíu. Người ta mời mượn ăn. Đòi hỏi. Cho biết người ta có cung cấp không? Mày cho con một con bạch tuộc xào chua ngọt đó. Một con bạch tuộc xào chua ngọt. Cho. Xào chua ngọt. Ghi thêm cái con cua răng me. Trời ơi, còn xin thêm nữa. Trời, còn xin thêm. Lỡ cho thì rồi thêm cộng thêm con me nữa rồi. Cua răng me nữa. Con cua răng me nữa. Kêu thêm con cua răng me nữa rồi đó. Nhưng mà bây giờ này em lên em thi đại học đúng không? Thi đại học. Đại học. Em ơi, thi khó đậu lắm á nha. Sao vậy? Cái người đây là người ta luyện thi đại học là từ lúc 5 tuổi người ta luyện rồi. Ơ chứ. Thiệt, vậy mới đậu, còn em vậy em thi là chắc chắn là em rớt. Ba ơi, vậy con luyện từ lúc 7 tuổi vậy con thua người ta rồi. Giờ sao? Giờ sao? Tháng 1 này, thứ 6 ngày 13. Nếu như chị có thể giúp em, bạn của em là của chị. Hãy tìm cách tiếp cận và trở thành người phụ nữ bên cạnh của anh. Tôi cần cơ hội này như một cách để làm lại từ đầu. Nếu tôi muốn, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Xử lý đi. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần từ 13 tháng 1 trên VEON. Ai còn có mặt ở đây thì đó là người nhà. mình mua đề á. Mua đề mà nhà ra. Mua đề là mua sao? Y chang á là bỏ ra ít tiền mua đề cho nàng này nè. Y bư. À đó, y bư làm mình mua cái đề người ta giải sẵn á, cái mình chép vô mấy cái phơi nhỏ nhỏ nè, cái mình nhét, cái mình vô thi cái mình chép y vậy là mình đậu. Cái đó là gian lận rồi. Ai cũng làm vậy trơn á, con. Bây giờ nè, đây người lớn tư vấn cho tôi có nên làm không? Anh thì bỏ thi đại học đi, anh bây giờ không ai giáo dục được đâu mà tư vấn anh làm cái gì. Con ngồi xuống đây tư vấn nè. Yeah. Chính nha coi. Nè, bây giờ đó là này là gì nói chân thành. Con gì nè nó học giỏi lắm nhưng cũng phải mua đề. Mua đề là chú đây nè, trời ơi thấy cái mặt ổng nè. Thấy cái mặt ổng có giáo dục dễ sợ. Đó cái mặt giáo dục dễ sợ đâu. Đó là tại vì ông nghiên cứu, ông học nhiều. Đó cho nên ông rành ba cái vụ lắm. Mua đề thi là phải hỏi ông này. Em gái này. Bao nhiêu bộ? Rẻ thôi, cái chuyện hôm nay mình tính sao. Em gái này mặt đẹp mà cũng mua đề. Phải mua hết đó con, phải con mua đề. Mua đề luôn, mua đề cho giống em gái luôn. Mua đề luôn, đi vô cái mua đề cho nó. Chắc là cũng đâu có mắt đâu. Không không, trời ơi sao mắt bây giờ tính xong hết rồi phải không? Bây giờ là chỗ ở sao, mấy phòng? Trời, chỗ ở là bây giờ muốn ở sao? Tại vì ba ơi, ở đây có 20 phòng. Đi giờ sáng giờ chưa gọi cho ma. Nói chuyện với ma một tiếng. Mình có chỗ nói ở. Nói chuyện rồi. Với gia đình đi còn quyết định nha. Nói chuyện hỏi ma cho không. Có điện thoại luôn hả? Gọi anh cứu không, làm gì có. Hay nè, hay nè. Rồi bấm số điện thoại vô gọi cho gia đình, gọi anh cuộc điện thoại cho gia đình phải không? Ở dưới quê nhà tiền đâu có bệnh. Dạ. Để gọi hỏi ý kiến. Gọi hỏi cho không. Trên núi có điện thoại di động luôn hả? Vậy hả? Vậy thôi phiên con điện thoại. Rồi. Này quẹt ra hay quẹt vô? Quẹt rồi lấy lưỡi liếm cũng được nữa, lạ lắm. Rồi. Mà bấm số vô. Đó gọi. Ê, ghi cục tiền cục di động vô giùm chị đi cơ. Đưa cho cô đi mày. Sao hả mày nói chuyện gì, nói cho cô đi. Em hả? À? Sao? Ở nhà giờ sao? Anh tới thành phố rồi. Hả? Mất một con trâu. Mất con trâu à? Trời đất ơi. 300 con trâu mà mất một con trâu. Ây da, sao làm ăn ẩu tẩu quá gì? Một con trâu về tính sao đi? Trời ơi, qua tới tàu luôn rồi. Hay đó, hôm nay người của thế giới. Nó nói chuyện miếng. Hả? Nói chuyện miếng. Hả cái gì? Mập à? Mập vì ăn tấn mấy thì thu hoạch đi. Tấn mấy thôi mà. Ví dụ mà cà phê nữa. Hả? Cà phê là một tấn thôi. Là một tấn xong, chuyên xuống với thành phố đó. Nói miếng đi. À. Vậy đi. Nói chuyện miếng. Bây giờ con nói chuyện miếng à? Nói chuyện miếng. Nói mà chàng qua Singapore. Chú qua Singapore luôn hả? Ấm à. Dạ. Dạ ở đây vui lắm. Dạ. Rồi. Rồi ở đây luôn. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi. Già làng khỏe không má? Dạ. Gọi vô già làng dạ. Hỏi thăm sức khỏe mày.
con voi nó đẻ chưa? Dạ rồi, rồi, rồi. Nói thông nguyên ngộ độc luôn á. Hỏi con voi nó sanh mổ hay sanh thường lo cho nó nha. Rồi, 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 rồi. Rồi, nói chuyện tiếp đi. Điện thoại mượn mà. Ồ, ai già làng hả? Ba già làng khỏe không? Tôi thăm vui ơi, tôi thăm vui ơi. Ba cho hỏi thăm bà con già làng sao đi. Ba, già làng sao có bệnh không? Ba, hả? Đi dọc ra, già làng cho dọc nghe. Ủa, gì vậy? Già làng ơi, dạ nguyên bày nó khỏe hết già làng, dạ cúp nha già làng. Trời đất ơi. Cái này già làng để mình gọi điện sau mình thăm gia đình mày được rồi, bây giờ đầy ở đủ phòng, rồi ha. Ở phòng. Bây giờ phòng là cho ở đây cho ở. Si. Mà tắt tắt ra đi. Si. Ở riêng, không ở chung. Ở riêng hả? Hai chục phòng là mỗi một người ở một phòng. Ông ngái ngủ không được. Tao ngái thôi. Đó là người đàn ông nào cũng ngái. Thôi vậy bây giờ con có quyền lấy hai phòng luôn, một phòng để học, một phòng để ngủ riêng cũng được nữa. Vậy đi. Đó. Cách xa ông này không ở chung. Bây giờ lấy một phòng, hai phòng hai cho con riêng phải không? Hai phòng. Hai phòng. Rồi ghi. Rồi hai phòng. Phải đi coi phòng chứ. Rồi đi dẫn ra đi coi phòng đi con, dẫn đi coi phòng chứ. Dẫn đi coi phòng đi. Đưa đưa bạn đi coi ha. Đi coi phòng nha. Rồi mai mốt học cái gì cứ kêu mình ra. Rồi rồi rồi. Hai con nhỏ đi coi phòng, anh có quyền quyết định hay là con nó quyết định được rồi. Phòng đẹp quá, phòng đẹp quá. Phòng rồi. Đẹp. Phòng kế phòng em này đẹp quá, thích phòng này. Thích phòng này. Phòng kế phòng em này là phòng của bác. Không ở kế phòng bác đâu. Ở kế phòng ba con đi con. Cách đó đi. Bây giờ mình tính tiền đi, tại em còn đi lo có mối khác nữa. Tiền cơm của chị nãy tính á vậy đó là 2 triệu. 2 triệu. Tiền rồi. Phòng của chị là 4 triệu. 4 triệu. Hai phòng. Rồi. Với lại tiền điện nước này nọ xài lặt vặt, với lại chị sẽ lấy nước rồi xối ba cái vụ mà vậy nè, tầm bậy tầm bạ đó thì chị tính 500 thôi điện nước luôn. Cái gì? Tổng cộng của chị là 6 triệu rưỡi. Rồi phần của em á là cái tiền môi giới em dắt này là 500. Vậy là 7 triệu. Rồi em tiền xe em đưa mấy người này tới đây á. Nguyên ngày hôm nay em tính 1 triệu thôi. Chứ là em cộng thêm tiền mà em bị bị sốc tra tấn đánh đập hồi nãy giờ 2 triệu nữa. Trời ơi, tổng cộng là tiền minh họa đó, tiền minh họa 2 triệu là 11 triệu 500 ngàn, với cộng thêm cái tiền mua đề thi nữa đó, mua 5 triệu nữa là 16 triệu. Cái 5 triệu đó con là con mua hay không là do con, cho cái trình độ học của con mà theo cái kiến thức và cái cơ mặt của con á thì bác nghĩ là con nên mua đề thi, tại cái mặt của con là chắc thi cũng không có đậu đâu, thì mua cái đó 5 triệu nha. Còn kia 11 triệu 500, tổng cộng là 16 triệu 500. Ba con thành con lãi luôn rồi. Sao bơi lội dân trên không vậy chú? Đuối đâu rồi chú ơi? Mệt tim quá. Chị nghĩ là sao vậy? Đâu mệt. 16 triệu 500 mà sao ông làm gì kỳ đâu vậy? Đâu có nhiều đâu. Chú. Cái gì mà chưa vô cái gì mà cái gì mà 11 triệu. Mấy? 11 triệu 500 nếu mà không có mua đề thi. Nếu mua đề thi luôn là 16 triệu 500. Có 16 triệu 500 mà. 300 con bò, một ruộng cà phê, ruộng bắp thì đợi cho con nó thi đi. 16 triệu mà bà thả ra như 16 ngàn vậy. Nhẹ nhàng. 16 triệu 500. 300 con bò, cái ruộng bắp, cái ruộng cà phê cho con học đại học. Tiền đâu mà đứa 500 ổng còn không có nữa, lấy đâu 16 triệu 500. Nghĩ sao hai cha con lên trên thành phố thì mang có 2 triệu mà đâu 16 triệu đâu ra. Ủa chứ sáng tôi đưa ông đi, ông nói là cứ đi tìm chỗ đàng hoàng đi, là tiền bạc không thành vấn đề. Chỗ đàng hoàng, nhưng chỗ này thấy không đàng hoàng. Tại sao một cái phòng mà tính người ta 16 triệu. Phòng nào 16 triệu? Hồi nãy vừa tính xong. Chận cái cửa. Chỗ nào không đàng hoàng? Hả? Thì đây. Chỗ nào không đàng hoàng? Thằng này. Nãy giờ có lấy một đồng nào không? Uống nước là uống nước phi, gọi điện thoại là gọi điện thoại, không có tính mày tiền. Mày lên là bự lên. Lên đâu? Hả? Dạ. Nãy giờ tôi chưa lấy đồng nào hết, tôi mới tới tính tiền thôi. Ở đây không có một cái cơ hội nào mà sống phi hết. Nghe chưa? Đứng lên. Nè. Tôi nói là tôi không phải là. Đứng lên. Giỡn mặt cho tôi hả? Đại gia miền núi nào mà muốn đi lên đây ở không tính tiền hả? Đại gia miền núi. Sao bà phong chức cho tôi dữ vậy? 300 con bò, một ruộng bắp, một ruộng cà phê. Thì đúng rồi, đi làm mướn mà. Cái gì? Trời chú, cái kèo này làm sao? Chú nói với tôi là chú hốt vô đây cho nó học đại học, cho mướn phòng, bây giờ nó nói vậy là sao? Thì trời ơi, đi làm mướn, chăn bò, chăn trâu, rồi đi hái bắp, hái cà phê cho người ta. Thì mới mong cuộc đời mình sáng đạn, mới gửi con xuống đây học. Chứ đâu tiền mà giàu vậy cho học chi. Trời ơi, vậy là sao chú ơi? Chết tôi rồi, từ sáng giờ tôi đâu có rảnh mà tôi ở không mà vậy. Bây giờ làm sao đây? Ai biết đâu, sáng đi ông nói là tiền bạc là bao la.
không quan trọng. Cho tôi biết tại sao nói là tiền bạc không quan trọng. Thì thật sự ra là tiền bạc là không quan trọng, nhưng mà quan trọng là tôi không có tiền. Cái gì? Ôi. Bây giờ sao? Trời ơi, vô cái thế kẹt bây giờ nó phải đi học chứ giờ. Ông bây giờ ở chung được không? Ba ở chung với cô này, con mày ở nghĩ chung đi. Cô kia. 16 triệu ở chung thì còn 8 triệu mấy mày trả đi. Ờ, không có tiền trả. Không nghe. Cái gì? Bé yêu. Kêu ai? Bé. Khẳng định đi. Ừ. Ừ đó, thấy chưa? Thấy không? Có nhan sắc không đỡ lắm gì. Con cái ý kiến này hay lắm. Ý kiến gì? Chịu không? Sao? Giờ tôi tính vậy bảo đảm bé thấy vui liền. Sao? Cho con trai tôi với tôi ở nhờ, học khi nào học hành thành tài, đỗ đạt, tốt nghiệp đại học xong đi kiếm việc làm vậy, đưa tiền gì không nè. Đi rồi. Ra ngay và liền. Gì à, quên nữa. Ra coi mấy con chim nó chết, để nó ngoài nãy giờ nắng. Đi lấy chim đi. Ở đây con. Chim sao? Chim quý lắm. Chim ở đâu? Chim ở trên trển đem xuống đó, chim quý. Sao nãy giờ không nói? Nãy giờ chưa kịp nói. Không chịu vô đọc, đây nè. Mua bán chim cá cảnh kim cho thuê phòng. Ờ. Bà Chanh. À, bà Chanh. Trời, chưa có ai làm tôi vẽ trơn hết. Trời ơi, ngày xưa cái này là có chữa đẻ ra. Thằng này, thằng mà cho ở khuya bà trả tôi mấy triệu đó. Xin lỗi chú, trời ơi. Mày ngộ quá. Cha nội nè. Người ta có nhan sắc, tự nhiên mày ra mày ganh tị, mày khùng quá thằng. Trời ơi, ước mơ tôi, từ đó giờ tôi quái nhảy mà cha cho bế cho nhảy. Trở lại vấn đề. Xin lỗi chú. Một bầy chim sáo. Sáo mà sáo đặc biệt, sáo quý luôn. Để qua kiểm tra, nếu mà sáo biết tiếng người á, là còn mắc nữa. Con chim này biết nói. Bé nào đây, thử lại. Chào chim, thằng điên. Hay quá, giọng lại liền. Hay quá ông. Ôi, nói liền. Nói nghe nè. Quý, quý, quý. Bây giờ chim á, quý á, mà con chim sáo mà biết nói như vậy á. Một con bây giờ á, có giá có thể lên tới 5 triệu đồng. Mà các đại gia chơi chim đang săn lùng. Mà tôi không còn hàng nữa. Mấy tháng nay rồi. Bây giờ mà có được một lòng đó là ít nhất mình lời 1 gấp 3. Ha. Trời, cái mặt con chim dễ thương quá. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là em có mối. Bữa không có người ta đồng ý mua một bầy vậy đó. Mà biết nói cái là nhiều tiền tôi cũng mua. Vậy hả? Vô đúng. Giải quyết cho. À, cái anh mà chủ chim đâu à? Anh ơi. Tôi biết chắc ảnh là chủ chim. Cái đầu ảnh như có ổ chim vậy đó. Trời ơi. Bây giờ cho tôi coi một lần nữa đi. Tôi lận lận trong này thấy có trứng cút á. Vậy hả? Đẻ rồi. Ôi trời. Chống lại, chim mới sợ. Trời ơi, quý bây giờ tôi xuống nước. Hai chị em mình phải xuống nước, sò lại. 50 triệu chắc, 50 triệu chắc lên. Vậy chị, bây giờ thôi cáo từ. Sáng giờ làm phiền hai người quá. Nói chung là cho cha con tôi nói lời tạm biệt. Trước khi đi, tôi lại chuyện cho. Đừng lên. Đừng có làm những cái hành động đó. Bây giờ, thời nó đã thay đổi rồi. Có 10 con chim đúng không? Bà không giống con chim quá. Mặt bà giống con quỷ quá nha. Bây giờ tôi giúp đời, giúp người. Từ sáng tới giờ không chịu nói với tôi là con ở đây học lại học. Cực khổ nghèo nàn. Tôi tưởng là có tiền, tôi tưởng là có cả cái 300 con rẫy cà phê với cái rẫy bắp. Cho nên tôi mới nói vậy thôi chứ tôi biết nghèo. Mẹ giúp đời phải không con? Dạ. Mẹ làm từ thiện đúng không con? Dạ. Thấy không, con gái tôi nó biết mà, tôi hiền lành lắm. Bây giờ tôi giúp đời giúp người bằng cách này. Đây nè, chim này ở đây tôi bán nè, nhìn cái đống nè, thấy không? Đó, tôi bán rồi, tôi bán giùm cho. Cho hai cha con ở đây, hiểu không? Rồi tôi... Con chim sáo này không phải chim sáo bình thường, mà là chim sáo quý hiếm, được giá trị lắm. Nó nằm ở trên tuốt, ở trên núi cao nhất, mà mùa đông nó mới tụ về chỉnh. Mà không phải người bình thường ha. Già làng bắt. Già làng bắt được. Già làng 80 tuổi, leo lên núi, dùng bắt chim đại pháp, bắt từng con không sót một con lông. Hay quá vậy lắm. Nhưng mà biết sao không, già làng trên núi thôi mới hiếm cái loại đó thôi. Chứ ở dưới đây bây giờ, trời ơi, hôm bữa đó chú làm một cặp hay là nhiêu, gần 20 con nha em. Già làng nói á, con chim này á, nó không phải là chim yến, nhưng mà nó nhả cục nước miếng là ăn bổ lắm. Sao gì mà nhả nước miếng, nó đi tùm lum.
Dạ đang nói á. Không, cái chim này đó là nó có cái móng đỏ được ghi trong sách sổ đỏ luôn, tôi có biết. Cứ nãy nói nó lấy đi. Bữa giờ tôi... làng nói, giờ làng có văn nước miếng luôn đó. Đấy, nói. Là bây giờ vậy, vậy nè. Mua một con 50. Đó, 50 ngàn con. 10 con là 500. Làm phước đó. Sao sao giá giống như là giá chim cút vậy? Trời ơi, đây nó lên khên à, văn lưới cái là nó rơi à. Ở trên núi, mà sao biết có chim cút? Mới à, xuống hạ ăn chim cút chim bơ. Trời ơi, đó bây giờ cái giá này nó ngang ngửa xa cả cho con chim cút đó. Chim cút 5 ngàn, còn con này 50 ngàn. Thôi thì tôi giúp đỡ cho. Gia tài còn mấy con chim mà chị giờ bán cho mấy người là chết luôn rồi, hết tiền rồi. Không, đi ra ngoài kia nó mua có 30 ngàn à. Tôi mua cho là tôi làm phước á, tôi mua cho. Sao rẻ dữ vậy? Ừ, nè, 50 ngàn một con, 10 con là 500 ngàn tôi đưa tiền mặt cho. Còn cái vụ mà ở đây đó, tôi cho hai cha con hai phòng, ăn uống mua luôn đề thi tổng cộng nãy là 16 triệu 500. Cho luôn, coi như làm từ thiện. Có cua răng mèo không? Có luôn, có luôn. Con cua răng mèo. Có bạch tuộc nữa không? Một con bạch tuộc sao? Bán liền tay, bán liền tay. Vậy á, thì suy nghĩ đi. Cái này bây giờ thuộc về sở hữu của tụi tôi đúng không? Khoan, nhưng mà mua chim chi nhóc nha. Ờ, à, tôi mua để phóng sanh. Dễ thương vậy. Em nói với chị hay không? Tức là em có một cái mối. Mấy người này ta cần mấy cái con sáo này dữ lắm. Nhưng mà vấn đề tôi không có nuôi được đâu. Nói là tới mấy ngày, 10 ngày là ai mà giữ được mấy con chim này. Thì bây giờ quan trọng là chị đã nhận tiền cọc 30 triệu rồi. Bây giờ là giúp giá cho tôi là 50 rồi. Thì bây giờ là tôi nhận được 30 rồi. Tôi giữ con này 10 ngày. Hồi nãy chị có đưa em 10 triệu trước rồi đó. Thì em giữ cái phần còn của em là 10 triệu. Chị 20 là nhận trước 30 triệu. Rồi đó, giữ mấy người này lại để người ta nuôi mấy con sáo này. Nó có chết cái gì là mệt mình á, mình đền gấp đôi tiền cọc à. Rồi tôi biết rồi, bây giờ cái nhiệm vụ của tôi là phải chăm sóc có mấy con sáo quý này 10 ngày. Đúng rồi. Rồi cái như là cho cha con ở thêm 3 ngày nữa đi. À. Rồi lát nữa là có gì có chuyện gì mình nhờ người ta. Thì đó. Mình cái gì vậy? À. Sao đi người đi nhẹ như chim vậy? Thì đó. Ra tới ngồi thì nói chuyện vui, chứ giờ ở nhà mà không nói chuyện buồn chứ. Bây giờ tôi tính như vậy, hai cha con á là thi cái mùa này xong á là 7 ngày sau là thi xong phải không con? Ở lại thêm 3 ngày chơi đi. Chứ vậy? Hả? Ờ, cho biết thành phố. Sướng quá ơn. Rồi. Tốt quá, cảm ơn. Cảm ơn. Đừng làm vậy. À, nhớ chưa có thấy ai mà tốt như cô á. Trời. À, tốt gì? Tôi quý cô quá, bây giờ tôi ý kiến vậy đi. Ý kiến. Cô thương cha con tôi cho tôi ở thêm 10 ngày. Ừ. Mấy ở tháng luôn được không? Hả? Ở ăn dầm nằm về đây luôn đi. Đi vui, kết bạn nhau đi. Ờ, à, tôi... Được không? À, được không? Được không? Tôi nghĩ là ở 10 ngày được rồi. 10 ngày thôi. Tôi thấy ở tháng vui hơn nè. 10 ngày. Ở 10 ngày đi, ăn uống lo hết. Ừ. Khỏi có trả tiền gì hết. Mấy con chim đâu hết rồi. Ba hết rồi. Trời ơi. 10 con chim quý của tôi. 10 con... Ba hết rồi. 10 con chim đâu? Mười con chim quý đâu? Mai hết rồi. Mười con chim đâu? Nó đã về với đại ngàn rồi. Trời xanh xanh bao la. Oh. Mây trắng 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 xoa. Oh. Chim đã bay về núi, bay về đại ngàn. Oh. Trời xanh xanh bao la. Oh. Trời ơi. Cái gì? Mười con chim đâu? Nó bay đi đâu? Nó đã bay về với nơi nó thuộc về. Là nó rơi đâu? Gia làng đang đợi nó. Hả? Đại ngàn đang đợi nó. Làng sao? Làng sao? Thì hai đứa này nói đi, hỏi tôi chứ. Phóng sanh rồi. Phóng sanh là sao con? Như lời má nói, bây giờ tụi con phóng sanh trước để má khỏi phải phóng sanh. Dễ hiểu mà, bóc con chim bỏ bài xong. Bóc con chim bỏ bài. Bài xong. Lên trời. Thì... bỏ 10 lần như vậy. Không cần bóc 10 lần, mở nắp hầm ra là tự động chim nó chen chúc nhau ra. Trời ơi. Chú ơi. 10 con chim 50 triệu. Thôi không cần nói nhiều nữa con, chúng ta vào trong. 10 ngày sau là cô chú sẽ lo cho chúng ta đi. Đi thôi. Hả? Bây giờ chú ra mở cửa, tôi phóng sanh hai con chim này về núi luôn. Gì vậy? Đi vậy? Nghĩ là sao hả? Hả? Hồi nãy ông đánh tôi hả? Dạ. Biết một con chim bao nhiêu không? Một con chim là 5 triệu đồng. 10 con chim là 50 triệu mà nói lần nào mở ra. Trời ơi. Thì ra vậy già mình bán chim con phải biết chứ. Má kêu phóng sanh thì con phóng sanh cái gì? 50 triệu của má con giết má rồi. Má nói má làm từ thiện thì con tin má làm từ thiện. Cái gì vậy? Chạy quá vậy, tiền vô tay chú bây giờ rồi. Bây giờ làm sao? Trời ơi, tại sao con chim lại bò vô nữa? Quýnh quá mà. Cái gì đây? Chim tôi thả ra được thì tôi hú nó về được. Hú. Trời ơi.
đại ngàn của tôi mà. Hú 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 giùm mình đi anh. Tôi hú một cái là 10 con nó về liền. Hú hú giùm mình. Hú giùm mình. Hú giùm mình. Hồi nãy bà nấu chơi chim quý nó bán được nhiều con. Một con 5 triệu. Bây giờ đưa một con là 50 triệu không? Một con 5 triệu à. Một con 50 triệu. Mình hú nó về nha. Mình hú nha. Mình hú nó về với điều kiện là đưa mình 50 triệu đi.